Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức dân trí. Sông Tô Lịch chuyển hẳn sang màu xanh sau khi nhận nước từ Hồ Tây. Sau khi được bơm hàng triệu mét khối nước từ Hồ Tây, sông Tô Lịch giảm hẳn mùi hôi thối, làn nước chuyển từ màu đen sang màu xanh. Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, chảy qua 6 địa phận quận huyện là Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai và Thanh Trì. Từ ngày 9 tháng 7, công ty thoát nước Hà Nội đã cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây sang sông Tô Lịch. Việc mở cửa xả nước là do mực nước Hồ Tây đang cao hơn với mức quy định, thời gian dự kiến xả sẽ kéo dài 2 ngày. Với hơn 1 triệu mét khối nước nhận từ Hồ Tây, nước sông Tô Lịch đã tạo ra dòng chảy liên tục trong 2 ngày, sẽ giảm được ô nhiễm trong thời gian tới. Từ nhiều năm nay, dưới sức ép của quá trình đô thị hóa và sự thiếu ý thức của người dân sống ven sông đã làm cho dòng sông Tô Lịch bị ô nhiễm trầm trọng. Thời gian vừa qua, tôi thấy chính quyền cũng đã nỗ lực để hồi sinh dòng sông này. Ông Nam, 71 tuổi, đường Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy chia sẻ. Cũng theo ông Nam, vào chiều ngày 9 tháng 7, thấy mực nước sông Tô Lịch dâng cao và hết sạch mùi hôi thối, người dân cũng cảm thấy phấn khởi. Được biết, trước mùa mưa lũ, công ty thoát nước Hà Nội luôn cho xả nước ở Hồ Tây hạ xuống thấp hơn bình thường để sẵn sàng đón mưa. Trường hợp mưa xuống bất ngờ, không kịp xả sẽ rất nguy hiểm. Việc xả nước ở Hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ tạo ra dòng chảy khá lớn trong 2 ngày, nước trong và sạch hơn. Vị trí được thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ nano Nhật Bản. Tại khu vực phố Nguyễn Đình Hoàn, máy sục khí vẫn hoạt động ngày đêm, làn nước trong xanh khác hẳn so với màu đen thường ngày. Người dân quanh khu vực cầm cần câu cá dưới dòng nước trong xanh. Ngoài ra, công ty thoát nước Hà Nội cũng trình thành phố phương án bơm nước từ sông Hồng vào Hồ Tây. Từ nguồn nước đó, nước Hồ Tây sẽ được xả tiếp ra sông Tô Lịch. Đây là một trong những phương án được các chuyên gia đánh giá cao trong việc hồi sinh dòng sông Tô Lịch. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phúc Thọ. Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý đã xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư